Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Liên quan đến vụ một nam sinh ở Quảng Ngãi bị phụ huynh của bạn chặn đánh gây xôn xao dư luận những ngày qua, tối ngày 18 tháng 12, Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện lệnh khởi tố, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Thượng Mỹ, sinh năm 1979, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, do có hành vi cố ý gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe cho người khác theo Điều 134 Bộ Luật Hình Sự. Theo ông Lâm VL, trú tại thị trấn La Hà, cha của em Lâm GK, vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 8 tháng 12, tại ngã tư đường Hưng Nguyễn, Đá Sơn, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, con trai ông vừa đi xe đạp ra khỏi cổng trường khoảng 800 mét. Khi đến ngã tư đường Hưng Nguyễn, Đá Sơn, tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, thì bị ông Phan Thượng Mỹ, tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, là cha của một bạn học cùng lớp với em K, đi từ phía sau áp sát và hành hung em K. Theo hình ảnh trích xuất từ camera của người dân, ông Phan Thượng Mỹ và em K dừng lại nói chuyện khoảng 30 giây, thì ông Mỹ lao vào đánh em K. Khi em K phản kháng, thì ông Mỹ dùng nắm đấm, cùi chỏ, đầu gối, tấn công vào những vị trí hiểm yếu trên cơ thể em K. Đánh xong thì bỏ đi, còn em K ngồi gục xuống đường, một lúc sau đứng dậy. Ông Lâm VL cho biết, lúc đó cháu được cô giáo ở cùng trường phát hiện, thấy máu ở mũi chảy nhiều nên đưa đến trung tâm y tế huyện Tư Nghĩa điều trị, rồi gọi cho tôi lên. Tôi hoảng loạn khi thấy máu dính đầy người cháu và không biết chuyện gì đã xảy ra. Một lúc sau mới hay chuyện bị phụ huynh của bạn cùng lớp đánh. Thấy chuyển biến nặng, các y bác sĩ đã chuyển cháu lên bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để cấp cứu. Cơ quan công an huyện Tư Nghĩa có kết quả giám định thương tích đối với em Lâm GK là 12%. Theo hồ sơ bệnh án của bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, em K bị sưng, đau nhiều vùng đầu, mặt, xây sát ở hai vai do bị đánh, nôn ói. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ chẩn đoán em bị tổn thương nội sọ và chuyển vào điều trị tại khoa ngoại thần kinh. Ông Lâm VL cho biết, do sắp đến kỳ thi học kỳ 1 nên ông đã xin các bác sĩ cho em K điều trị tại nhà. Sau sự việc, ông Lâm VL đã tố cáo hành vi ông Phan Thượng Mỹ lên công an thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa. Nguyên nhân vụ việc, phụ huynh có hành vi đánh em Lâm GK theo phía trường trung học cơ sở thị trấn La Hà. Em PGK là con của ông Phan Thượng Mỹ, mất máy tính và cho rằng Lâm GK là người lấy. Em Lâm GK trả lời không lấy và về báo với mẹ. Xuất phát từ mâu thuẫn đó, trên đường đi học về, ông Phan Thượng Mỹ đã tìm gặp và hành hung em Lâm GK. Ngay sau khi có kết quả giám định, điều tra, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã có chỉ đạo cụ thể cơ quan chức năng làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm khắc theo pháp luật. Trước đó, vào tối ngày 30 tháng 10, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo về vụ việc học sinh trường trung học cơ sở Đống Đa đánh nhau. Theo đó, sự việc học sinh đánh nhau xảy ra trong ngày 25 tháng 10 năm 2023. Sau khi sự việc xảy ra, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Bình Thạnh đã yêu cầu nhà trường báo cáo. Qua trình bày của hiệu trưởng, sau tiết 4 ngày 25 tháng 10, học sinh TNL lớp 9A5 đánh học sinh TTD là bạn học cùng lớp. Khi đó, một học sinh đã quay clip lại cùng nhiều học sinh đứng xem. Hiệu trưởng nhà trường đã mời tất cả học sinh liên quan làm bản tường trình. Sau đó, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Đống Đa phân công giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5 mời phụ huynh trao đổi và phối hợp nhà trường giải quyết sự việc nhằm răn đe, giáo dục học sinh. Ngoài ra, nhà trường đã yêu cầu học sinh quay clip xóa ngay đoạn clip đó. Nhận thấy sự việc ảnh hưởng tâm lý học sinh, gây bức xúc cho phụ huynh và uy tín của nhà trường, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Bình Thạnh đã yêu cầu trường trung học cơ sở Đống Đa thành lập hội đồng kỷ luật xử lý vụ việc nhằm răn đe và giáo dục học sinh. Trong đó, hai học sinh trực tiếp liên quan vụ việc, tùy theo mức độ vi phạm sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp, xem xét tạm dừng học tại trường thời hạn 1 đến 2 tuần, hạ bậc hạnh kiểm học kỳ 1 và tiếp tục theo dõi quá trình học tập để có đánh giá sự tiến bộ trong học kỳ 2. Đối với học sinh quay clip và đứng xem, tùy theo mức độ vi phạm sẽ nhận hình thức kỷ luật, xem xét khiển trách và thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm. Đặc biệt, trong buổi sinh hoạt chào cờ, hiệu trưởng nhà trường nêu sự việc đã xảy ra nhằm răn đe, nhắc nhở, giáo dục học sinh trong toàn trường không để xảy ra sự việc tương tự. Cùng với đó, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Bình Thạnh nghiêm túc phê bình ban giám hiệu trường trung học cơ sở Đống Đa và chỉ đạo tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn quận lưu ý về công tác quản lý học sinh, đồng thời tăng cường hoạt động giám sát nhằm ngăn ngừa hiện tượng bạo lực học đường,
tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, phát huy hiệu quả vai trò của phòng tư vấn tâm lý học đường. Trước đó, sáng ngày 30 tháng 10, mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip ghi lại cảnh một học sinh nam bị bạn đánh tới tấp vào mặt và đầu ngay tại lớp học. Vụ việc có sự chứng kiến của nhiều học sinh khác. Theo nội dung đoạn clip, nam sinh mặc đồng phục thể dục của trường trung học cơ sở Đống Đa, quận Bình Thạnh đang ngồi tại lớp học bị một nam sinh khác liên tiếp tung những cú đấm mạnh như trời giáng vào mặt và đầu. Nam sinh đánh bạn còn chửi thề và tỏ thái độ hung hãn. Đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sở này đã nắm thông tin vụ việc và cho báo cáo chính thức từ đơn vị. Thời gian gần đây, theo ghi nhận từ báo tin tức, nhiều vụ bạo lực học đường nghiêm trọng xảy ra. Tuy nhiên, những hành vi thiếu chuẩn mực không chỉ có sự tham gia của những học sinh cá biệt, mà cả tập thể lớp học sinh đối với người thầy, người cô dạy mình. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về tôn sư trọng đạo. Đặc biệt trong những ngày qua, dư luận xã hội xôn xao về những đoạn clip nhóm học sinh ở trường trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vừa khóa cửa, vừa dồn cô giáo vào góc lớp, kèm theo những lời lẽ tục tĩu xúc phạm, đỉnh điểm là ném dép vào đầu khiến cô giáo ngất xỉu. Đáng nói, đây không phải là những sự việc hiếm hoi xảy ra. Nhìn lại quá khứ đau lòng, nhiều vụ việc giáo viên là nạn nhân của bạo lực học đường, bị học trò, phụ huynh lăng mạ hành hung vẫn hiện diện ở đó. Tháng 5 năm 2023, giáo viên trường trung học phổ thông Lê Duẩn, tỉnh Đắk Nông bị phụ huynh học sinh đến nhà đánh đập vì xếp hạnh kiểm học sinh loại trung bình. Hay tháng 10 năm 2022, mạng xã hội xôn xao clip nữ sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, Khánh Hòa cãi tay đôi và dùng nhiều lời lẽ thô tục sừng mày tao với thầy giáo. Cũng trong tháng 10 năm 2022, tại Hà Tĩnh, một phụ huynh xông vào trường tiểu học Sơn Lâm đe dọa hành hung cán bộ giáo viên và bắt hiệu trưởng quỳ gối xin lỗi vì bất bình trước hành động đọc tên hai con trước toàn trường khi chưa đóng tiền bảo hiểm. Tháng 2 năm 2018, với sức ép của phụ huynh, một giáo viên buộc phải quỳ gối bày tỏ sự hối lỗi dưới sự chứng kiến của các giáo viên khác. Mặc dù trước đó, người giáo viên này đã nhận ra lỗi sai khi đưa ra hình phạt học sinh quỳ gối và xin lỗi phụ huynh. Ngoài ra, còn nhiều vụ việc bạo lực học đường đã xảy ra chưa liệt kê hết được. Nhưng hiện tại, xu hướng bạo lực học đường ngày một gia tăng là điều không thể chối cãi. Đáng báo động là đối tượng, ranh giới của bạo lực học đường đã không còn giới hạn. Hiện nay, ngay cả giáo viên cũng là nạn nhân của bạo lực học đường. Đáng buồn hơn, cũng có học trò mình đang dạy dỗ, truyền dạy tri thức. Tức nước vỡ bờ khi những clip về nhóm học sinh 12, 13 tuổi có những lời nói, hành vi sắc sược với giáo viên được lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Cộng đồng mới giật mình và phẫn nộ trước những hành động vi phạm đạo đức nghiêm trọng của các cô cậu học trò hiện nay. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tin rằng bất cứ người nào làm trong lĩnh vực giáo dục khi chứng kiến những đoạn clip đều cảm thấy sốc. Bởi trong thánh đường giáo dục, nơi các giá trị như yêu thương, chia sẻ, hợp tác, tôn trọng luôn được các thầy cô giáo đề cao, lại xuất hiện những vụ việc đi ngược lại những giá trị đó. Đáng nói, những hành vi thiếu chuẩn mực không phải được thực hiện bởi những học sinh cá biệt mà là tập thể lớp học sinh đối với người thầy, người cô dạy mình. Điều này khiến nhiều người quan ngại về vấn đề giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị cho thế hệ trẻ bây giờ như thế nào, vị phó hiệu trưởng chia sẻ. Thẳng thắn bày tỏ quan điểm trước vấn đề này, chuyên gia tâm lý, tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, ISGS cho rằng, dù cô giáo có như thế nào đi chăng nữa, học sinh cũng không được phép có những thái độ, hành vi như vậy. Cả một bầy hơn chục học sinh vây quanh, xúc phạm, hành hung cô giáo là điều không thể chấp nhận được. Ở đây, rõ ràng có vấn đề trong đạo đức của học sinh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.